X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Theo dòng lịch sử, tiền thân của tổ chức Phun Rô đã có từ thời đất nước ta còn chưa sạch bóng ngoại xâm. Với chủ trương đấu tranh bất bạo động, yêu cầu chấm dứt mọi chính sách phân biệt đối xử đối với các sắc tộc thiểu số Việt Nam của nhà cầm quyền Ngô Đình Diệm, ngày 1 tháng 5 năm 1958, một số trí thức người Tây Nguyên, từ dùng của thời kỳ đó là người Thượng, do ông Ibam Enun người Ede chủ xướng đã thành lập một tổ chức có tên gọi Bazaraka. Mục tiêu kết nối các sắc tộc được cho là mạnh nhất và sinh sống lâu đời ở Tây Nguyên. Bazaraka là chữ viết tắt tên của bốn dân tộc chủ yếu: Bana, người Bana, Zarai, người Zarai, Rade, người Ede và Kaho, người Cờ Ho. Chỉ hai tháng kể từ ngày thành lập, với chữ ký của ông Ibam Enun ngày 25 tháng 7 năm 1958, Bazaraka gửi thư đến Tòa đại sứ Pháp, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc tố cáo những hành vi phân biệt sắc tộc của nhà cầm quyền và yêu cầu các cường quốc can thiệp để người Thượng được độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp hoặc dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Tiếp đó, các tháng 8 và 9 của năm này, Bazaraka tổ chức nhiều cuộc biểu tình thỉnh nguyện tại Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Pleiku, nhưng các cuộc biểu tình này đều bị trấn áp. Tất cả những người được cho là lãnh đạo của phong trào này đều bị bắt, trong đó có ông Ibam Enun. Trước đó, từ năm 1956, thực thi mục tiêu chống cộng giáo giết, triệt để của Hoa Kỳ, các cố vấn quân sự Mỹ vào tận các buôn làng, đào tạo và trang bị vũ khí cho thanh niên Thượng. Họ tổ chức thành các đội dân sự chiến đấu Thượng, Civilian Indigenous Defense Group, CIDG, và lực lượng đặc biệt. Cuộc đảo chính của phe quân sự dưới sự hỗ trợ của CIA đã lật đổ chính thể họ Ngô vào năm 1963. Với sự kiện này, tất cả những người lãnh đạo của Bazaraka được trả tự do. Sau đó, nhằm giảm bớt sức ép chính trị, đồng thời thực hiện mưu đồ dùng người Thượng cai trị người Thượng, nhà cầm quyền Sài Gòn đã bổ nhiệm một loạt các thủ lĩnh của phong trào này vào các chức vụ chủ chốt ở các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, ông Ibam Enun trở thành phó tỉnh trưởng tỉnh Đắk Lắk, ông Pol Nơ là phó tỉnh trưởng tỉnh Kon Tum. Tháng 3 năm 1964, một lần nữa được sự ủng hộ của người Mỹ, những người lãnh đạo Bazaraka kết hợp với các sắc tộc Thượng khác và người Chăm tại Duyên Hải miền Trung thành lập Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên, FLSP. Thế nhưng, ngay từ khi thành lập, mặt trận này đã phân chia thành hai phe đối nghịch nhau, phe ôn hòa do Ibam Enun đại diện và phe chủ trương bạo động do Idun Adrong cầm đầu. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1964, phe bạo động trong FLSP bị quân đội Sài Gòn mở các chiến dịch truy quét gắt gao, phải chạy qua Campuchia lập căn cứ tại tỉnh Mondulkiri, cách biên giới nước ta 15 km. Tại căn cứ này, họ tiếp tục tuyển mộ thanh niên Thượng tham gia FLSP chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 19 tháng 9 năm 1964, các toán biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt và các đội dân sự chiến đấu Thượng nổi dậy đánh chiếm một số đồn ở Quảng Đức, nay là Đắk Nông, và Đắk Lắk, giết chết 35 binh sĩ ngụy, bắt sống quận trưởng Đức Lập, đánh chiếm đài phát thanh Buôn Ma Thuột và kêu gọi người dân tham gia nổi dậy thành lập quốc gia độc lập. Sau đó, một cuộc thương lượng có sự hiện diện của quan chức Tòa đại sứ Mỹ đi đến những thỏa thuận sau. Ibam Enun được cử làm chủ tịch chính thức phong trào FLSP. Tuy nhiên, ngay trong chiều 20 tháng 9 năm 1964, ông ta đã trốn sang Campuchia. Thỏa thuận thứ hai là những người Thượng chỉ huy đợt tập kích này không bị truy tố và không bị truy đuổi khi rút quân qua Campuchia. Như một cơ hội đã chín muồi cho một âm mưu lâu dài, cuộc thương lượng dưới sự chủ trì của người Mỹ chính là bà đỡ đảm bảo cho sự ra đời của một thế lực chính trị mới theo đúng ý đồ và sự sắp đặt của họ. Ngày 20 tháng 9 năm 1964, tại Campuchia, mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức được thành lập, Front Uni de las Races Opprimées, viết tắt là Phun Rô, đọc theo tiếng Pháp. Mặt trận này bao gồm các thành phần: Mặt trận Giải phóng Champa, Front de Libération du Champa, FLC, tức Phun Rô Cham, do Lê Cô Xem, một tướng nhảy dù người Khmer gốc Cham, lãnh đạo. Mặt trận Giải phóng xứ Campuchia Krom miền Tây Nam Việt Nam, Front de Libération du Campuchia Krom, FLKK, tức Phun Rô Khmer, do Chau Đê Na làm đại diện, và Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên, Front de Libération de Hao Plateau, FLSP, tức Phun Rô Thượng, do Ibam Enun cầm đầu. Phun Rô đã tự sản xuất một lá cờ, hiệu kỳ, hình chữ nhật gồm ba sọc, màu xanh biển, tượng trưng cho biển cả, màu đỏ, biểu tượng của đấu tranh, và màu xanh lá cây, màu của rừng núi. Trên dòng sọc đỏ có ba ngôi sao trắng tượng trưng cho ba mặt trận của Phun Rô, Champa, Thượng và Campuchia Krom. Phun Rô có ba cơ quan lãnh đạo: Hội đồng tối cao do Chau Đê Na làm chủ tịch, Hội đồng bảo trợ do Lê Có Sầm làm chủ tịch, và Ủy ban chấp hành trung ương do Ibam làm chủ tịch. Trong thực tế, vào thời điểm này, Ibam Enun không có thực quyền, người nắm hết mọi quyền hành chính là Lê Cô Xem. Trong khi đó, nhóm Phun Rô Thượng do Ibam Enun làm chủ tịch vẫn bị phân hóa thành hai như còn thời Bazaraka. Nhóm dân sự ôn hòa do Ibam Enun lãnh đạo tiếp tục chủ trương vận động Hoa Kỳ làm áp lực với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để Phun Rô Thượng được về Việt Nam hoạt động một cách chính thức. Ngược lại, nhóm vũ trang do Idun Adrong cầm đầu vẫn kiên quyết chủ trương dùng bạo lực để thành lập một quốc gia độc lập của người Thượng trên cao nguyên. Cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 là một bất ngờ lớn, phá vỡ kế hoạch của Phun Rô và các thế lực chi phối, chỉ đạo ủng hộ Phun Rô. Sau khi Tây Nguyên được giải phóng, Phun Rô cho thu nhặt vũ khí, quân trang, quân dụng của quân đội Sài Gòn bỏ lại và cơ cấu thành một tổ chức phản động có vũ trang do Cơ Pạ Cới làm phó tổng tư lệnh kiêm phó chủ tịch Phun Rô. Bên dưới có bộ tổng tham mưu do Ibak Eban làm tổng tham mưu trưởng và bố trí lực lượng theo bốn vùng chiến thuật do chúng đặt ra.
tương ứng với các địa bàn chủ yếu như sau: vùng 1 là miền Tây Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; vùng 2 là Gia Lai, Kon Tum; vùng 3 là Đắk Lắk, Quảng Đức; vùng 4 là khu vực Lâm Đồng, Phan Giang, Ninh Thuận. Trong đó, vùng 4 hoạt động giáo giết hơn cả. Trong hai năm 1975-1976, lợi dụng tình hình sau ngày giải phóng, Phun Rô nổi lên hoạt động mạnh ở nhiều nơi. Chúng xuất hiện ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, giải truyền đơn, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, chính phủ, kích động, lôi kéo quần chúng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động khủng bố, tấn công vào các đơn vị bộ đội, tổ công tác của ta ở một số thị trấn, thị xã, ám sát, phục kích, giết hại 213 người, làm bị thương 245 người khác, gồm cả cán bộ, bộ đội và dân thường, cướp một số súng đạn, hàng hóa, phục kích, tập kích đường giao thông, đốt phá trụ sở, nhà dân nhằm mục đích vừa phá hoại vừa gây thanh thế. Hoạt động của chúng diễn ra hết sức phức tạp, gây cho ta nhiều khó khăn trong xây dựng, củng cố chính quyền mới ở vùng đồng bào dân tộc. Hàng ngàn thanh niên dân tộc Chăm, Ede, Yazai, Ka, Ho bị Phun Rô lôi kéo, cưỡng bức vào rừng theo Phun Rô. Đầu năm 1976, phần lớn số Phun Rô bị bắt, tập trung cải tạo tại Gia Lai được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng, với bản chất phản động, một số tên cầm đầu lén lút móc nối hoạt động. Chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng, vừa giáo giết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng. Tại Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 1976, toán Phun Rô do Itoan Eban và Cơ So Hít đi liên lạc với Trung ương Phun Rô từ Đắk Lắk trở về đã móc nối với các tên Nay Phun, Nay Dông, El Cơm Xích và 20 đối tượng khác đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Sê để thành lập khung chỉ huy gọi là Quân đoàn 12 Phun Rô với 12 tên do Nay Phun làm tư lệnh, El Cơm Xích được giao làm tỉnh trưởng, Pleiku. Ngay sau khi hình thành tổ chức ở Gia Lai, Phun Rô đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố để gây thanh thế, khống chế quần chúng với những hành động điên cuồng, tàn ác. Từ tháng 8 năm 1976 đến tháng 2 năm 1977, chúng gây ra 5 vụ tập kích trên quốc lộ 19 và 25, mai phục, chặn đường và giết hại 106 người. Tập kích 4 vụ vào một số lâm, nông trường và các xã, bắt đi 29 người và lôi kéo, khống chế hàng trăm thanh niên ra rừng theo Phun Rô. Thượng tá Ra Lan Lâm, dân tộc Gia Giai, phó giám đốc phụ trách an ninh Ka tỉnh Gia Lai kể lại, đầu năm 1976, khi đó, anh là một cậu bé 9 tuổi, nhưng đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ tội ác của Phun Rô. Chúng đã kéo quân vào buôn làng Ki Phun, xã Nhân Hòa, huyện Chư Prong, của anh, bắn giết hàng chục đồng bào gồm cả người dân tộc thiểu số và người Kinh. Một buổi sáng, chúng bắn hai quả M79 vào nhà anh, nhưng khi đó cả nhà đều đang ở trung tâm xã cùng hàng trăm gia đình khác để vui mừng cách mạng toàn thắng và góp sức thu nhặt từng viên gạch, mái ngói để xây dựng lại các trụ sở, nhà dân bị giặc tàn phá, nên may mắn không ai bị thiệt mạng. Song, căn nhà của anh thì bị thiêu rụi. 12 tuổi, anh đã chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên của làng mình bị bắt đi Phun Rô, ai phản ứng hoặc chống cự lại đều bị giết rất thê thảm. Bản thân anh cũng bao phen đi lánh nạn để không bị ép vào một tổ chức phức tạp. Cũng chính từ lòng căm thù giặc và tình yêu buôn làng, năm 1979, anh đã tự nguyện viết đơn xin tham gia vào lực lượng Ka để đi chống Phun Rô, bảo vệ bình yên cho buôn làng, quê hương của mình. Tại Lâm Đồng, Tuyên Đức, bao gồm TP, Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh của Lâm Đồng ngày nay, ngay từ đầu năm 1975, nổi lên đối tượng Phun Rô Nikolai, tên thật là Ha Nhang, con của mục sư Ha Prong chủ nhiệm Nam Thượng Hạt, bao gồm các tỉnh Sông Bé, Lâm Đồng và TS. Bảo Lộc, nổi tiếng có uy tín và ảnh hưởng trong lực lượng Phun Rô. Theo chiến thuật của Phun Rô, vùng 4, quân khu 4, bao gồm các tỉnh Nam Thượng Hạt sẽ là vùng chiến thuật quan trọng nhất của Phun Rô. Nikolai, từng là lính chế độ cũ, tự xưng là tư lệnh vùng 4 và bộc lộ hành động gây bạo loạn, khủng bố nhằm phô trương thanh thế. Dưới sự chỉ đạo của tên Nikolai, bọn Phun Rô tập kích vào các cơ quan đảng, chính quyền, lôi kéo đồng bào dân tộc ra rừng theo chúng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, sau đúng 5 ngày quân ta giải phóng Đà Lạt, bọn Phun Rô đã phục kích đội công tác của ta do đồng chí Ka, Rèo, thường gọi Bạp Trai, dân tộc Ka, Ho, thường vụ huyện ủy Đức Trọng làm đội trưởng, đồng chí Hà Ban, một thành viên của đội đã anh dũng hy sinh. Cùng đó, tại Lâm Đồng, bọn TW Phun Rô thay đổi một số tên tỉnh trưởng Phun Rô cũ, đưa bọn cốt cán, hung hăng thay thế, cải tổ bộ máy chỉ huy ở vùng 4 để chuẩn bị cho âm mưu chiến lược lâu dài và lập vùng 5 duyên hải. Năm 1976, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng Lâm Đồng mới thành lập, tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân cấp xã. Nửa đêm, Phun Rô đột kích cướp thùng phiếu rồi bắn súng M16, M79 vào trường tiểu học vừa xây dựng xong, sau đó bắt cóc rồi sát hại một cán bộ xã. Cũng tại địa bàn này, những năm đầu sau giải phóng đã xảy ra nhiều trận đánh dữ dội. Lực lượng vũ trang địa phương đã tiêu diệt và bắt giữ nhiều tên Phun Rô cốt cán. Tại tỉnh Đắk Lắk, đêm 23 tháng 7 năm 1976, khoảng 50 tên Phun Rô bất ngờ tập kích vào đơn vị bộ đội thông tin tại Buôn Ram, huyện Krông Búc, làm 3 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương. Ngày 16 tháng 1 năm 1977, tại Buôn Cua Đăng, Krông Búc, bọn Phun Rô tập kích giết đồng chí Ma Đôi bí thư chi bộ xã, bắn bị thương đồng chí chủ tịch xã, lấy đi 23 súng và lôi kéo 17 du kích người dân tộc vào rừng. Ngày 9 tháng 2 năm 1977, một toán Phun Rô ngoài rừng kết hợp với số hoạt động bí mật trong các buôn Cuo, Cuo Ta Gia, Buôn Ma Thuột, chặt bắt 26 người dân ở xã Hòa Đông, 5 người chống cự, bị chúng xả súng và dùng dao giết chết. Còn lại 21 người,
chúng đưa ra rừng rồi dùng súng bắn chết cùng một lúc. Đây là vụ thảm sát lớn nhất, kinh hoàng nhất mà Phun Rô gây ra từ trước tới nay. Vụ án này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị ở vùng Tây Nguyên. Trước bối cảnh đó, ta đã mở hàng loạt chiến dịch hành quân quy mô truy quét, đánh vào xào huyệt của Phun Rô tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Tuyên Đức. Khu ủy khu 6 thành lập ban chỉ đạo truy quét Phun Rô do thường vụ khu ủy phụ trách, bên dưới là ban chỉ đạo cấp tỉnh. Lực lượng vũ trang được sử dụng để tấn công truy quét Phun Rô lúc này là sư đoàn 10 thuộc Bộ Quốc phòng, trung đoàn 812 của khu 6 và lực lượng quân đội, công an các địa phương. Kết quả, từ năm 1975 đến 1977 ta đã bắt, gọi về đầu hàng 152 trường hợp, 2.539 trường hợp khác về đầu thú, trình diện, trong đó 839 tên có chức vụ, thu giữ 251 khẩu súng các loại, 17 lựu đạn, một máy đánh chữ. Nhiều lãnh đạo Phun Rô cao cấp như Y Chon Mơ Lô Duân Dục, Y Liêng Hơ Móc, Y Nguê, Y Giao Nghê, Nai Gu đã lần lượt bị bắt và bị đưa vào trại cải tạo tại Buôn Ma Thuột. Hơn 2.000 tàn quân Phun Rô Dega chạy sang Campuchia và được Cơ Mơ Đỏ tiếp nhận, sau đó quay lại tiếp tục hoạt động chống phá, khủng bố. Tháng 5 năm 1976, một số tên cầm đầu Phun Rô Dega bị giam, gồm Y Giao Nghê, Nai Gu, Nai Phun, Nai Dông, Y Liêng Hơ Móc, Y Nguê, cùng nhiều người khác đã tổ chức vượt ngục và ám sát ban lãnh đạo Phun Rô Dega cũ, gồm Cơ Pả Cới, Y Bác Eban, Y Đê Buôn Đáp, để giành quyền lãnh đạo. Y Giao Nghê nguyên là trung tá quân đội Sài Gòn cũ, tên thường gọi là Damper Quay, đứng ra thành lập nội các mới, tự xưng là thiếu tướng. Thủ tướng Phun Rô và đưa Naria Yadup làm phó thủ tướng thứ nhất kiêm tư lệnh vùng 4. Dưới ban bệ này có các bộ trưởng. Nội bộ Phun Rô bộc lộ những mâu thuẫn, thù hằn và sát hại lẫn nhau. Một số nản chí, bỏ về làng làm nương rẫy, một số buông súng ra đầu hàng. Trước việc sử dụng vũ trang âm mưu chống phá hòa bình, chống phá cách mạng của Phun Rô tại các tỉnh Tây Nguyên, hàng chục chuyên án chống Phun Rô của ta được triển khai. Tuy nhiên, do Phun Rô chỉ tập trung trong rừng sâu, chủ trương tấn công ta bằng vũ trang, bạo động, trong khi ta lại áp dụng quyết sách quá mềm dẻo, chủ yếu vận động quần chúng kêu gọi Phun Rô về hàng, hạn chế việc đáp trả, nên phía ta thương vong rất lớn. Đổi lại, cũng nhờ công tác vận động quần chúng, chú trọng thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số như định canh, định cư, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, ta dần xây dựng được nhiều mạng lưới cơ sở tốt, chuẩn bị cho cuộc phản công với phương châm giải quyết Phun Rô, người về, vũ khí về, tư tưởng về. Đầu năm 1977, Phun Rô vẫn tiếp tục tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ hận thù và hoạt động vũ trang, đe dọa cán bộ và quần chúng ở khắp buôn làng hẻo lánh của Tây Nguyên. Tháng 7 năm 1977, Y Giao Nghê trở lại vùng 4 tổ chức một cuộc họp, tuyên bố thành phần nội các mới, bổ nhiệm Pol Nhĩ làm tư lệnh trưởng vùng 4 thay cho Nga Đúc điều chuyển làm đồng lý văn phòng phủ thủ tướng. Lúc này, Phun Rô Dega vẫn duy trì, củng cố hệ thống tổ chức bao gồm cả hệ thống hành chính và quân sự từ trung ương đến các tỉnh, quận xã. Chúng bố trí lực lượng và hoạt động cả trong buôn và ngoài rừng. Các cơ quan chỉ huy từ tỉnh đến vùng chiến thuật và bộ phận của trung ương Phun Rô đóng ở vùng rừng núi sâu hơn. Chúng vẫn tiếp tục tìm kiếm sự hậu thuẫn, cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước, chủ trương quan hệ với bất cứ quốc gia nào, không kể thể chế chính trị, miễn là ủng hộ, giúp đỡ Phun Rô. Y Giao Nghê đã chuẩn bị một số công hàm kêu gọi các nước giúp đỡ, viện trợ cho Phun Rô. Trong 2 năm 1977 đến năm 1978, trên toàn địa bàn Tây Nguyên, Phun Rô đã gây ra hàng trăm vụ tập kích, phục kích, làm chết 376 người, làm bị thương 318 người, phá hủy, đốt phá nhiều xe cộ, kho hàng, trụ sở. Ngoài địa bàn Tây Nguyên, Phun Rô còn mở rộng hoạt động ra các địa bàn vùng núi phụ cận thuộc tỉnh Phú Khánh cũ, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Đồng Nai, Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, Sông Bé, Phước Long, Bình Phước. Tại Lâm Đồng, đầu năm 1977, bọn Phun Rô tăng cường hoạt động tại các thôn ấp. Chúng bắt cóc, ám sát cán bộ, du kích, nổi lên tại các huyện Đức Trọng, Di Linh và TP, Đà Lạt. Ngày 27 tháng 1 năm 1977, chúng bắt cóc rồi thủ tiêu anh Cơ Trang, một người dân thường, trú xã Liên Đầm, Di Linh. Sau đó, vứt xác anh ngay bên vệ đường quốc lộ 20 và đặt cạnh xác anh một bản án, viết rằng Cơ Trang không chịu vào rừng theo tổ chức Phun Rô nên đáng bị xử tử. Trước diễn biến phức tạp của bọn phản động Phun Rô, đầu năm 1977, Ban Bí thư Trung ương đã ra chỉ thị 04 CTTW về đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề Phun Rô. Với chỉ thị này, công tác đấu tranh, giải quyết Phun Rô đã chuyển sang một giai đoạn mới với nhận thức đúng và phương pháp, biện pháp có hiệu quả. Đây là giai đoạn thực sự, nóng và căng thẳng. Qua các đợt phát động quần chúng nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, thấy rõ phải đánh bại các âm mưu và hoạt động của bọn phản cách mạng mà Phun Rô chính là một thứ công cụ của chúng. Có như thế mới bảo vệ được cuộc sống, bảo vệ được thành quả cách mạng chính quyền và các vùng dân tộc. Nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện nhận kết nghĩa, phối hợp với bộ đội, công an và các ban ngành đoàn thể cùng quyết tâm chống lại tội ác của Phun Rô. Nhiều nơi quần chúng cắt máu ăn thề, không theo, không tiếp tế, không nghe lời Phun Rô, phát hiện Phun Rô là báo ngay cho cán bộ biết. Điển hình là một người dân ở xã Ea Drong, huyện Krông Búc phát hiện chỗ trú ẩn của Phun Rô, báo cho ta bắt gọn 50 tên. Tại huyện Lắc, Đắk Lắk, quần chúng báo cho ta bắt 38 tên, trong đó có cả ban chỉ huy tiểu đoàn, thu hồi 42 súng các loại, 6 máy thông tin. Tại Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo và tăng cường quân số của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lực lượng an ninh công an Lâm Đồng,
công an các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Bảo Lộc đã lập nhiều chuyên án, đánh, phun rô. Dưới sự chỉ huy của ban chuyên án bao gồm thường vụ tỉnh ủy, ban giám đốc công an tỉnh và lực lượng quân đội, ta đã đánh 36 trận, thu 104 khẩu súng các loại, 51 lựu đạn, 587 kg lương thực và nhiều tài liệu quan trọng, làm tan rã 2 tiểu đoàn, tiêu diệt tên thiếu úy trưởng 2 tiểu đoàn, phá 6 tiểu đoàn chủ bị, 14 tổ chức chính quyền phun rô cấp xã, phá 2 tổ chức phun rô cấu kết với bọn phản động là Mặt trận Tự quyết ở Tùng Nghĩa, Đức Trọng, xóa sổ nhiều căn cứ của phun rô, bắt sống, gọi hàng 46 đối tượng, trong đó có những phun rô cộm cán như Hà Prong chủ nhiệm Nam Thượng Hạt, Trang Gika, năm nguyên đại úy chế độ cũ, vừa được TW phun rô, phong hàm chuẩn tướng, phụ trách vùng Đầm Giòn, Tu Dung Chác, nguyên đại tá Ngụy, đại tá, tham mưu trưởng phun rô, hai uni trung tá, ủy viên công cán kiêm trưởng ban an ninh tình báo TW phun rô. Tuy nhiên, đồng chí Vũ Linh, khi đó là lãnh đạo phòng bảo vệ chính trị an ninh công an Lâm Đồng đã quyết định giữ mạng sống và đối xử nhân ái với nhóm chóp bu này. Tại biệt thự Đời Tân, hiện là nhà khách công an tỉnh Lâm Đồng, hai uni được phép đón vợ đến ở cùng trong khoảng thời gian 3 tháng và sinh thêm một cậu con trai. Lần lượt cơ năm, Tu Dung Chác, Hà Prong đã nhận thức được con đường mình đi là lầm lỗi nên hợp tác với cách mạng. Hà Prong sau đó già yếu, chết tại Đa Me Entehon Hạ, Đức Trọng. K, năm vốn có mâu thuẫn với Nikolai, sau bị nhóm phun rô chiến hữu của Nikolai dụ ra rừng sát hại. Hai tên cộng cán khác như Hà 6A đại tá, cố vấn vùng 4 và thiếu tá Lương Hắc Long ủy viên công cán của phun rô vùng 4 ngoan cố dùng súng chống trả quyết liệt đã bị ta tiêu diệt. Ngày 8 tháng 9 năm 1978, bằng công tác trinh sát, ta xác định được căn cứ body của phun rô bao gồm 50 tên do tên đại úy Cơ Măng, Manali, chỉ huy với chừng 15 khẩu súng các loại, di chuyển từ khu vực chân núi Gody, huyện Lâm Hà, về khu vực làng Bliêng, Đức Trọng, với âm mưu mở một đợt, giết cán bộ, bộ đội, công an, du kích trên đường đi công tác, để ngày 13 tháng 9 năm 1978 sẽ đón một phái đoàn từ Trung ương phun rô về. Được tin, ban giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp công an huyện Đức Trọng chia làm 3 mũi tấn công, đánh sập căn cứ của chúng, tiêu diệt tên đại úy Cơ Măng cùng 6 tên khác. Số còn lại bắt sống, thu 150 kg lương thực, toàn bộ vũ khí và tài liệu. Trước tình hình hoạt động ngày càng táo bạo của phun rô, đặc biệt là hoạt động vũ trang gây tội ác và ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Bộ Nội vụ chỉ đạo các ti, sở, công an Tây Nguyên giải quyết cơ bản vấn đề phun rô. Tại Đắk Lắk tháng 2 năm 1977, lực lượng công an xác lập 10 chuyên án đấu tranh với phun rô, phối hợp với Cục Cảnh sát bảo vệ quân đội, du kích đánh 125 trận, tác động, lôi kéo về hàng 776 đối tượng, giáo dục 11.945 người là cơ sở tiếp tế cho phun rô ngoài rừng, thu 639 súng các loại. Vì ta truy quét mạnh, cuối năm 1977, 1.400 thành viên phun rô đã rời bỏ hàng ngũ. Phun rô lâm vào thế bị động, giảm hẳn hoạt động vũ trang và các cuộc tập kích lớn trên đất Đắk Lắk. Đầu năm 1979, tại huyện biên giới Ea Sắp, Đắk Lắk, liên tiếp xảy ra các vụ chặn đánh xe trên đường giao thông, làm 7 cán bộ của ta bị chết, 7 người khác bị thương. Mặc dù không bắt quả tang được những kẻ gây án, nhưng bằng nghiệp vụ, ta xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan vào ngày 14 tháng 3 năm 1979. Qua khai thác chúng và từ các tài liệu trinh sát, ta bóc gỡ được có một tổ chức cơ sở ngầm phun rô, bao gồm một tiểu đoàn 85 tên, được phân thành 3 đại đội, đóng tại Ba Buôn trong huyện do Y Chơn làm tiểu đoàn trưởng. Bọn chúng đã cưỡng ép được một cán bộ lãnh đạo của lực lượng vũ trang ta làm cơ sở cho chúng và dự định kéo nhau ra rừng hoạt động chống phá ta lâu dài. Nhưng âm mưu của chúng đã kịp thời bị ta phát hiện, phá giã. Ngày 31 tháng 3 năm 1979, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cán bộ phòng cảnh sát bảo vệ được giao bảo vệ đoàn cán bộ tỉnh ủy và trung ương về làm việc tại huyện Ea Sắp. Trên đường đi, cách trung tâm huyện 6 km thì bị 8 tên phun rô phục kích đánh hỏng trần và kính chắn gió của xe. Bất chấp sự nguy hiểm đang đe dọa tính mạng, đồng chí Tùng nhoài người ra cửa xe dùng súng bắn trả quyết liệt bọn phản động, khiến bọn phun rô cuống cuồng tháo chạy, bảo vệ an toàn đoàn cán bộ, nhưng đồng chí đã bị trúng đạn và anh dũng hy sinh. Giai đoạn này, bọn phun rô vẫn điên cuồng chống phá, giết hại nhiều người dân vô tội. Từ năm 1978 đến 1989, phun rô ở Gia Lai đã gây nên 215 vụ phục kích, tập kích với những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Chúng đã bắn giết dã man 198 người, làm bị thương 169 người khác, đốt 38 nhà dân, 8 trụ sở xã, phá hỏng 6 ô tô, kéo ra rừng 842 người. Ngoài ra, chúng còn tổ chức hàng chục vụ đặt mìn, phá hủy cầu cống trên các tuyến giao thông. Điển hình là các vụ đêm 26 tháng 3 năm 1979, một toán phun rô tập kích vào ba xã Amazon, Iapia, Chư A Thai, huyện Agunpa, giết chết 9 người, bắn bị thương 12 người, đốt phá 3 nhà kho chứa 15 tấn lúa. 8 giờ sáng 11 tháng 6 năm 1980, phun rô phục kích trên đường vào Đắk Ba, huyện Mang Ngang bắn cháy một xe ô tô làm chết 16 người. Ngày 28 tháng 7 năm 1989, chúng tập kích vào một số gia đình xã An Phú, Pleiku bắn chết 5 người dân vô tội. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ án xảy ra ngày 25 tháng 5 năm 1980, khi có 4 thiếu niên người Kinh ở xã Hắc, Neng, huyện Mang Ngang rủ nhau vào rừng hái xoài đã bị phun rô bắt và giết hại dã man. Sau đó, có 10 người là thân nhân của các em đi tìm đã gặp toán phun rô trên, 6 người chạy thoát, còn 4 người đã bị chúng bắt và giết hại cũng bằng hình thức phân thây như chúng đã làm với các em nhỏ.
Lâm Đồng được phun lô nhập vào vùng 4 cùng các tỉnh Tiên Đức, Phan Giang, Ninh Thuận, Dung Ca, huyện Long Khánh, Đồng Nai ngày nay. Dưới quân khu 4, chúng chia thành 3 tỉnh, 9 quận và 46 yếu khu. Từ cấp vùng đến cấp xã đều có hệ thống quân sự và hành chính. Bọn chỉ huy về hành chính đồng thời kiêm luôn chỉ huy về quân sự, chẳng hạn tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng, quận trưởng kiêm chi khu trưởng. Đây được xem là vùng mạnh nhất, quan trọng nhất của tổ chức phun lô. Từ quân khu 4 chúng sẽ phát triển phun lô quân khu 5 xuống vùng Duyên Hải. Để chỉ đạo hai quân khu này, chúng có một bộ phận trung ương phun lô đứng chân tại Lâm Đồng. Theo tài liệu ta có được thì lực lượng vũ trang trong rừng của phun lô vùng 4 lúc này khoảng trên 3.000 tên, trong đó số chỉ huy đầu sỏ khoảng 50 tên. Ngoài số ở rừng, chúng còn một hệ thống phun lô nằm vùng với lực lượng khá đông trong hầu hết các buôn, ấp, vùng dân tộc và các cơ sở chính trị xã hội khác. Cuối năm 1979, lúc này, phun lô ở vào thế, được ăn cả, ngã về không, nên chúng điên cuồng, vùng vẫy bằng các hoạt động chống phá ta quyết liệt. Chúng kêu gọi và buộc các thanh niên, có cả người kinh, vào rừng để củng cố lực lượng, hòng gây tiếng vang với ngoại quốc để mong tìm kiếm sự hậu thuẫn. Đối với nhiều người dân sinh sống tại địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, hai tiếng phun lô lúc đó đồng nghĩa với tội ác khủng khiếp. Sợ bộ đội du kích của ta, ban ngày bọn phun lô chui sâu vào trong rừng hoạt động, nhưng địa bàn nào vắng công an, bộ đội là phun lô xuất hiện, dùng súng tấn công, uy hiếp, cướp lương thực, tài sản của người dân. Ai chống cự, chúng giết hại dã man. Điển hình là vào một đêm tháng 4 năm 1979, trong chuyến đi kiểm tra thực tế tại huyện Đức Trọng, vào 2 giờ 15, đồng chí Vũ Linh, phó giám đốc ca Lâm Đồng vừa ngả mình, thiếp đi trong giây lát thì nhận được tin báo, một cửa hàng hợp tác xã mua bán thuộc xã Phi Tô bị phun lô tập kích. Hậu quả, hai vợ chồng người bán hàng là anh Y Súc cùng đứa con nhỏ 4 tuổi của họ bị giết rất dã man. Toàn bộ tài sản gồm gạo, muối, bắp, mì độ hơn 2 tạ, cùng số vải các loại khoảng hơn 1.000 mét, mấy con gà cũng bị cướp sạch. Bọn phun lô khi rút đi còn để lại mấy tờ truyền đơn bên xác các nạn nhân. Đại loại vừa tuyên truyền, vừa khiêu khích ta, vừa đe dọa người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là với số phun lô đã về đầu thú. Vụ án khiến già làng xã Phai Tô, lực lượng công an, bí thư, chủ tịch xã cùng gần cả trăm người dân phẫn nộ, căm giận trước tội ác quá dã man của bọn phun lô khi chứng kiến cái chết thương tâm của gia đình Y Súc. Có mặt tại hiện trường, cán bộ công an, trong đó có thượng tá Vũ Linh nặng trĩu những suy nghĩ. Chính sự ngoan cố chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của lực lượng phun lô đã đẩy hàng vạn gia đình, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vào cảnh ly tán, chết chóc, đau thương kéo dài suốt nhiều năm tháng. Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ là phải giải quyết dứt điểm số cầm đầu phun lô, làm tan rã hoạt động của chúng. Các lực lượng ca, quân đội thuộc các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tổ chức nhiều chuyên án lớn truy quét những tên đầu não của phun lô, trong đó, đáng kể nhất là chuyên án của lực lượng an ninh Lâm Đồng với kế hoạch câu nhử cực kỳ táo bạo. Phun lô là một tổ chức phản động, một tổ chức tội ác. Tổ chức đó đã bị xóa sổ trước tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của quân và dân ta trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng, tàn dư của nó vẫn còn khi vẫn còn đó những thế lực thù địch, những âm mưu đen tối chống phá đất nước và nhân dân ta. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.